ta sẽ đến với khung buổi sáng hôm nay. Sáng nay thì tôi có làm cái video rồi đấy, và lúc mức lên cao đó, đúng không? Các cây nến nhỏ li ti y chi thì dày rồi, đúng không? 030 nó lên cao đến 2300, 2301. Bây giờ là thì nhiều người sẽ chờ nó bán ra ở xa, nên chúng ta sẽ có cái kết quả như thế nào, đã mua vào ra sao. AC chân trắng vẫn mua ở các mốc là 999. Nào chúng ta mua nhá, bắt đầu chúng ta sẽ mua. Tôi có mốc 9899 mua nhá, 9899 mua. Mốc 9899 mua. Và 01 cũng mua. Các mốc của khung giờ chẵn 30 và các mốc của 99, 01, 03, comment là 01, 03. Chúng ta có cái mốc đó, 01, 03. Đến với phiên live này, chúng ta mua thật lực. Nhiều nhiều kết quả cho các mốc họ chờ bán rất cao. Họ chờ bán rất cao, nhưng về việc thực chiến là chúng ta sẽ khác. Nào, chúng ta mua ở mốc 98 và sẵn sàng ở 96, 93. Nếu nó xuống là 96, 93, chúng ta mua một cái lực. Và các mốc cho chúng ta biết là gì ạ? À? Các mốc cho chúng ta biết là mốc 96, 93 sẵn sàng. Chúng ta sẽ thấy được là các mốc 9901 vẫn mua. À, comment 9901. Hello, hello, hello. Nào, mốc mua đi. Sáng nay thì tôi bắt đầu làm một số các cái video để update các cái thông số đó, cũng như là các cái cách để chúng ta làm. chín tám chín sáu mua nhé, 9693 mua các mốc này. 9901 đúng rồi, 9901. Y chi thì rất dày, khung M30 H1 cho cái kịch bản y chi dày. Các mốc đề CA của chúng ta là 96, 93. Và về cơ bản chúng ta sẽ hoàn toàn có các mốc là 9901. Và chúng ta comment tiếp 9901 để tăng cái tương tác. Đừng quên cái khóa học Udemy đấy. Đúng không? Tôi có đẩy Udemy. Nếu anh em bảo là udemy.edu.vn, phương pháp quản trị vốn, tư duy của biết đấy, biết khóa hướng dẫn trading chuyên Mỹ, xác định phong cách trading. Bảy sáu mốt chín tám nào, chúng ta comment 9901. Sắp tới là Sài Gòn xong là lên gặp Hoa Giấy ở Đà Lạt tí nhỉ. Tôi vào tôi họp xong Sài Gòn là đi ăn cà phê ở chỗ ấy nhá. Nếu có gì đi là đi tiếp ở Tây Ninh ấy, xui nhỉ. Hôm qua các bạn cũng xem các cái bài tôi up ấy, thì có một cái bài tôi nói về 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 một số các vấn đề về đạo, các vấn đề về ngài ban nó, cái cảnh cái tư duy đấy. Thì hôm qua nếu anh em mà nghiên cứu thì anh em cũng có thể xem ở đó. Okay. Thì gặp và sau đó thì sẽ gặp mấy ông khách hàng to ở đấy luôn, sau đó là các cái khách hàng lớn đấy, sau đó ngồi giao lưu với họ, mà họ cũng chẳng bận, họ bận họ chẳng có thời gian, nhưng mà khi mà coaching đấy thì người ta sẽ có những cái tư duy, nói chung là mình học cái tư duy của họ. Có nhiều người thì nói rằng là tài khoản của thầy to đúng không, thực ra nó quá nhiều. Vậy tỷ lệ 1% một ngày hay là 2% một ngày hay là các cái thông số đấy thì tôi đã phân tích ở cái video vừa tôi up đấy. Trong buổi sáng nay 09:30 tổng cộng là 4 phút sáng nay phiên Á, sau khi có một cái chu kỳ rơi, về cơ bản người ta đang tính toán là các cái mốc của điểm hồi tại Bollinger Band, tại cái mốc bán ra ở vùng giữa nó lên tận 2311 họ mới cho bán, và 2326 cho bán. Đấy là cái kịch bản mà người ta mong muốn, là cái kịch bản lên để bán, lên để bán, hồi để bán. Tuy nhiên trong phiên Á này chúng ta có các mốc của điểm nổ của giá trong khung giờ 30, chúng ta có ba các mốc để chúng ta mua, 96 này, 93 này, thậm chí 91, tức là cái chu kỳ 10 giá sau một cơn bão ấy, là hoàn toàn có thể xảy ra và liên tục xảy ra, hãy nhớ điều đấy. Thế thì mấy hôm tôi có đi Hạ Long với lại Quảng Ninh đấy, thì tôi nói rất nhiều về trải qua một cơn bão, mà lâu lắm rồi chúng ta mới thấy một cơn bão nó lớn như vậy, 85 xuống hẳn 95, xuống hẳn 86, tức là gì ạ? Một cơn bão nó vùng 85, 87,
sập một phát xuống các vùng là 85, tức là hơn 100 giá, đúng không? Đấy, hơn 100 giá, 120 giá, 110 giá. Thì trải qua một cái này thì chúng ta đã lâu lắm rồi. Hôm qua có bạn còn nhớ ra là Nan Pham năm ngoái là 70 giá, nhưng Nan Pham năm nay ấy nó là 283 này, 2283, tức là hơn 100 giá. Thế mỗi lần bão như này mà chúng ta còn tồn tại là chúng ta lớn rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Và chúng ta tập hành cái như nó là đấy, đấy mới là cái lúc ừ. Nhớ cháo cá Tây Ninh hả? Ok. Các mốc cho cái dư địa mà chúng ta biết là đầu súng trăng treo ấy, đúng không? Khi mà ánh trăng nó gọi là gì nhỉ, nó gọi là êm đềm trong vắt thì chứng tỏ có một cái cơn bão xảy ra tiếp không? Anh em cho tôi số 1 nhé, cho tôi số 1. Mốc ký quỹ margin phần trăm rất tốt. Các mốc 96 là chúng ta vào nhé. Ok, 98 và 99 là chúng ta sẽ vào. 96 tôi sẽ vào nhé. 6 tôi sẽ vào. Okay, các mốc này, 96 đây. Chúng ta vẫn có mốc 96, tức là chúng ta vào 93 nữa. Đấy, đấy là cái cách của chúng ta xem. Sáu chín ba, hãy nhớ rằng các buổi live stream trực tiếp, trading trực tiếp, đúng không? Hôm nay nhiều cái tỷ lệ chơi bài cho bán rất là lớn, đúng không? Đương nhiên cái tư duy đó là có thật, cái tư duy đó là người ta cũng đang kỹ thuật đấy, đúng không? Các cụ hôm qua có ai theo dõi không? Ai hôm qua xem không ạ? Qua ai theo dõi không? Cho tôi qua ai xem livestream nhỉ? Ấn số 2 cho tôi xem ai livestream nhé. Ok, cảm ơn em. Hôm qua em học em có cảm nhận được điều gì không? Thế mà không phải là thế đúng không? Không cảm nhận được điều gì không em?
chúng ta vẫn đến với cái mốc của trading trực tiếp. Chúng ta comment 9901 nhé, 969901, các mốc của chúng ta chèn vào trong thông qua 1369. Khung M1 là chúng ta nhìn thấy nó bắt đầu là bị có chạy lên. Khung M30 chúng ta cũng comment 19 là khung giờ chẵn, comment 19 là khung giờ chẵn, khung giờ chẵn. Ok, cho theo 9901 qua đỉnh chèn vào. Chương trình vẫn được tài trợ bởi ERP nhé. Cảm ơn. Chúng ta có 97, chúng ta comment 9901 nhé, 9901. Vậy thì hôm nay cái câu trả lời của cái video trước đấy, tôi nói là 1% là tốt hay xấu. Đúng không? 1% là tốt hay xấu, 200k, 20k, 2k. Và các cái câu chuyện của quản trị vốn đấy, các bạn có học được điều gì hay không? Chúng ta có cái mốc của M30, các cây nến xếp đều ở dải dưới thông qua một cái mốc, nó đang tiệm cận mong muốn zig zag chạy về các vùng để lên cao theo kỹ thuật để đả hồi để bán, thậm chí các hồi của đỉnh trên đó là 2314, vùng giữa của Ichi là họ rất mong muốn bán là 2320, 2326, theo như các nhóm họ mong muốn bán như vậy. Nhưng mà chúng ta ấy, thì như nó là ở các trạng thái cây nến nhỏ li ti thông qua khung giờ chẵn là khung 9:30, chúng ta có các mốc 96, 99 và 01, các điểm chèm lệnh là 93, 91, các yếu tố nến nhỏ li ti để xác định xu hướng. Bách test lại là nhắc lại ở vùng 22, 86 là có thể xảy ra, tuy nhiên là khung giờ chẵn thôi, chúng ta có một cái điểm hồi trong phiên phiên A. Chèn được hai lệnh, cái lệnh nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ chạy của giá rất nhiều. Ví dụ ở mốc này chúng ta mới có chèn được có hai lệnh thôi, đó. Cho nên đôi khi nó chạy để làm cho chúng ta chèn được nhiều hơn. Nếu nó về 93, 91 thì lại tỷ lệ chèn được nhiều hơn trong chu kỳ 1 của 10 giảm. Tỷ lệ rất nhiều người chờ bán, nhưng mà chúng ta sẽ có điểm nổ của giá là chờ mua, và chúng ta vẫn mua ở các trạng thái đó. Vừa nãy sáng nay có cái video là chúng ta đã thấy được đẩy lên vùng 2301, giá là vải của quá khứ, nó bảo là có thể lên vào khung 1. Chúng ta comment 9901, thông qua 1369 chúng ta hoàn toàn có thể xảy ra các điểm này. Xe cho ông già đi ạ. Các cái khóa học Udemy nhé, tìm kiếm các vấn đề về giảng viên đến với học. Có cái khóa học phân tích kỹ thuật và các chỉ báo pro, các khóa đạo đầu tư. Quản lý vốn và quản lý vốn thông minh. Đương vẫn đang học ở Udemy chứ hả? Vẫn đang theo dõi Udemy chứ hả? Các mốc 98 đang tiệm cận 30. Tại vì sao tôi không run sợ, đơn giản là tài khoản lớn đúng không? Tỷ lệ margin và phần trăm margin tốt. Đó là cái đơn giản. Ok, nhập tâm xử lý. Vì sao lại thoát được những cái kèo của
của 100 giá, hơn 100 giá rất lâu rồi, một năm nay nó mới có, hơn năm nay nó mới có, thậm chí mấy năm mới có một cái quả 100 giá. Hãy nhớ là điểm bùng nổ và xử lý 100 giá nó thông qua cái việc mà chúng ta dồn lệnh ở điểm đỉnh ấy, nhưng mà ít khi chúng ta làm được cái việc đấy lắm. Thậm chí là chúng ta đang thực hành như nó là đấy, việc đổi cảnh ấy nó sẽ khác hoàn toàn. Cho nên hôm qua tôi có nói rất nhiều về cái biên độ đấy, cho nên chúng ta phải để ý cái đó. Sự run sợ nó thông qua margin, sự run sợ và sự sợ hãi ấy, nó thông qua về và margin đúng không? Nếu chúng ta chèn được vùng 93, nếu chúng ta chèn được vào vùng 91 thì chúng ta sẽ ok. Thế nên chúng ta tấn công vào cái việc run sợ đó, tìm hiểu nó. Đừng quên bộ Tarot Trading nhé. Ok, Udemy là ok, những vấn đề tâm huyết thì chúng ta sẽ đào tạo. Lá Tarot của buổi sáng ngày hôm nay chứ nào. Permit. À, trong cái lá của bộ gậy ấy, à, tôi có viết về nói về cái bộ này nhá, cái bộ Udemy này, đó, em nhập cảnh bán à, ok, anh đang nhập cảnh bán, vũ trụ có âm dương nên có may và rủi, vũ trụ có âm có dương nên có may và rủi, tránh được cái rủi buộc chúng ta phải làm gì, thưởng sức nhỏ trước, là không 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 một giò lệnh ấy trong vướng mắc lượng tử đấy, rồi quan sát đúng sai đấy, quan sát đúng sai trong cái việc mà có vướng mắc lượng tử, bài 0.01 sell 0.01 đấy. Nên cái câu nói là trong cái bộ năm gậy ấy, năm gậy là nó gõ năm gậy vào chúng ta để làm gì ạ? Để chúng ta hiểu được là cái mật ngữ nó nói rằng là gì ạ? Vũ trụ có âm có dương nên việc may rủi ra sao ấy. Lý do bán của em là gì? Em phân tích kỹ thuật đúng không? Anh đang nói tiêu diệt phân tích kỹ thuật, phá nó. Đúng không? Đây là chúng ta đang nói ở trạng thái là như nó là điểm bùng nổ lên của cái khung 9:30, nếu em nhập cảnh muộn thì em đang bán à, ok em cho các mốc 9699 để bán, 0103 để bán, thì bây giờ các mốc của cảnh lúc này à, chúng ta đang tiệm cận với 93 mua, 91 mua, 96 các cái vùng kỳ vọng là 99, nếu chèn được các lệnh ở dưới thì cái việc giảm tải của các lệnh kia nó sẽ giảm hơn, tức là hạ xung quanh hai giá đó đúng không, về 94 mua lên. Thế nếu nó về 94 thì nó sập một phát về 91, về 88 thì sao? Cho nên nếu nó đã về như vậy thì đấy là cảnh short sell giúp thứ. Nhưng mà ở đây chúng ta đang có một cái nến nhỏ li ti với các mốc nến lên. Trong ADX nó là 43, 44. Các vùng RSI, RSI tiệm cận đến các vùng 50 trung tính. Khiến cho chúng ta có thể chờ một cái điểm hồi tiệm cận. Trong lên có xuống, trong xuống có lên. Nếu về hồi về kỹ thuật thì chúng ta thấy là trong lên nó có xuống. Và trong xuống nó có lên kiểu như vậy. Đấy thì trong cái lá tarot của năm bộ gậy, năm gậy quan đấy, quan này nằm trong lá số 55 trong bộ xanh cốm đấy. Rồi lá tiếp theo nữa là của cái lá hermit, kỷ luật đúng không? Là điều quan trọng trong FX, nhưng mà không phải kỷ luật để đối phó với thị trường, kỷ luật là với chính bản thân mình, giá và thị trường chạy loạn. Đúng không? Tất cả những yếu tố đó là quản trị đúng không? Nếu bạn có 1.000 hay là 10.000 hay 100.000 mà vẫn giao dịch 0.01, buy sell 0.01 đóng vướng mắc lượng tử thì chúng ta sẽ trưởng thành rất nhiều. Mật ngữ ở đây là cảnh đổi liên tục. Nhớ là nó đổi liên tục. Bây giờ nó đang xuống mà chúng ta cứ nghĩ và đoán nó là xuống đúng không? Không phải, nếu nó lên thì sao? Cho nên chúng ta phải luận cảnh và hiểu cảnh. Nào anh em comment số 10 để chúng ta đón cái khung 10 giờ. Khung giờ chẵn điểm bùng nổ, nào comment số 10 đi ạ. Trong cái lá hương mịt là như vậy, đó là cái kỷ luật nó chỉ có trong quân đội thôi, cái việc nương vào cảnh là yếu tố quan trọng. Và đương nhiên là hôm nay chúng ta cũng hoàn bốc được cái pentacle đấy, mật ngữ ấy. ADX phải xem và có bốn cách chạy tài khoản,
bốn cách tránh tài khoản, nghĩa là phân tích kỹ thuật là một cách này, thuần phân tích kỹ thuật là một cách, hai là phân tích cơ bản tin tức là một cách, nó thuần cơ bản là cũng cháy. Thứ ba mà tập trung vào quản lý vốn là 2% SL, 2% SL là cũng bị toát này. Thứ tư tâm lý giao dịch đều cháy tài khoản. Bốn cái yếu tố này lại chính là cái mà chúng ta nhồi vào đầu ngay từ thuở ban đầu này. Có đúng không? Đây là bốn yếu tố cháy đúng không? Adic và SEM thì đây là mặt nữ của Adic. Có bốn cách tránh tài khoản. Một là phân tích kỹ thuật. Nó lại không phải là để tiếp cận với đầu tư. Là để thành công nữa. Bốn cách cháy. Một là phải phân tích kỹ thuật giỏi là cháy này. Hai là phân tích cơ bản tin tức là cháy này. Ba là quản lý vốn là cháy. Bốn là tâm lý giao dịch cháy. Thấy hay không? Tại sao lại như vậy? Vậy bốn cái yếu tố này nó phải hòa trộn để nương theo cảnh. Đúng không? Theo cảnh. Chúng ta có cái mốc của giá là như vậy. Udemy nói đến nhiều là nó không quá phải đúng không? Che cho anh nhé, Vương ơi, đội của mình đâu rồi? Hello. Ai ở bên kia sang số 1 nhá. Ai ở bên kia sang số 1 nhá. Ai ở bên kia sang chúng ta ấn số 1 nhá. Ok, vẫn tìm được nhau là sướng rồi. Đợt này tôi sẽ làm một số các cái video để up thêm về các vấn đề trading trực tiếp nữa. Tìm khó quá, chả ai thấy khó cả, bốn mày bảo khó thôi. Học cái kỹ năng tìm kiếm đi em. Chương trình được tài trợ bởi Erante đấy. Mọi người đã tìm được ông già. Comment số 6 đi. Điểm nổ của giá tức là số 6. Số 6 đi ạ. Số 6 cho cái mốc số 6. Mốc số 6 của khung 10 giờ xem sao. Chúng ta sẽ chèn tiếp được các vùng của khung 3. À 93, 93, 93. Số 6. 3, 6, 9. Chúng ta vẫn mua thần lực các vùng 96, 93 chèn vào, nếu có 91 được thì càng tốt. Hôm qua các bạn có xem top top tôi ghi không? Đi Cô Tô, Hạ Long, Cô Tô rồi đi một số nơi thất thủ luôn, ví dụ mưa bão khiếp.
thấy nó đồng chi văn chít gớm mặt. Nhưng mà qua cái đấy là mình lép vào một bạn bên cạnh và nói rằng trải qua nhiều sóng gió thì chúng ta mới có nhiều trải nghiệm. Đấy, luận bài sale là như thế, cảnh nào mình cũng thể luận được bài sale. Kinh hoàng. Udemy cũng đem đến các giải pháp cho các bạn. Các khóa học đạo đầu tư phân tích kỹ thuật của họ. 4 phút nữa. 4 phút nữa. Rồi, trưởng thành từ khó khăn, lớn lên từ sóng gió. Chín lăm hai phút nữa, comment số 2. Nếu có 93 được thì cũng tốt. Một số cái follow ấy thì cũng có thêm nhé. Có thêm một số kênh nữa nhé. Sáu chín chín ai vào được 96 vẫn còn 2 phút nữa, điểm bùng nổ giá của chúng ta thông qua cái không cung 10 giờ, không 10 giờ. Điểm nổ 96, chúng ta có điểm nổ 96, còn 2 phút nữa, 1 phút nữa, comment số 1 đi. Buổi sáng đầu tuần đấy, chúng ta hoan hỉ với một số các cái tin tức như sau. Nào, chúng ta comment 99901 đi. Alcaraz được đánh giá hay hơn. Số các vấn đề về quần vợt đây. Được đánh giá hay hơn ở Big 3 đấy. Big 3, ba cái ông quần vợt đấy, Nadal đấy, Djokovic đấy. Roland Garros, Federer đấy, Alcaraz, lịch công bố điểm lớp 10 hơn 20 tích, doanh nghiệp biết chơi già sẽ tuyển được công nhân, hay quá. Mấy hôm nay cái tin tức nói về tuyển công nhân nó khó, và chúng ta chào đón cùng 10 giờ xem sao. Đầu tiên tiếp tục hạ hơn 300 quả bóng bay chưa rác. Thấy không? Đôi khi thế mà không phải là thế. Như kiểu chơi chơi trận giả cho trẻ con đúng không? Cứ thả ra sàn em tình. Thì...
các mốc chèn vào là 96. Bây giờ 95.86, chúng ta kỳ vọng là chèn được ở 93. Mốc 1369. Ê, tại sao lại không sợ? Bởi vì cơn bão đấy, bão nó ít lặp lại nhanh đúng không? Bão nó đã đi rồi là nó nhanh tan. Tích chắc bắt đầu lại bắt ở 95, chứng tỏ là có thể về 94, 93. Ảnh của em tốt rồi. Một số bạn nói về bán, ok. Các bạn sẽ có các vùng 93 hoặc 991. Hôm nay có một bài nói về nỗi đau khi bán đất mua 15 cây vàng trả nợ lúc 90 triệu một lượng. Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều cái cảnh đúng không? Mỗi người một cảnh. Có người vay vàng để trả nợ, cuối cùng vàng lên là cũng toát luôn. Đấy, có người thì không trả nợ mà vay vàng để kinh doanh, thế là vàng nó lên. Đấy, có những người như vậy. Và tôi cũng ở trong cái cảnh đấy, có những năm tháng là cho người khác vay bằng vàng. Thế nhưng mà có một số người để cản lại không nên tính như thế. Nhưng mà khi người ta cần vay, người ta bớt cho hết. Đúng không? Người ta mà không sao cả, họ trả cho vàng. Nếu mà trả cho vàng, mấy năm nay là tình mà. Thế có những người cái cảnh lỗ kép, có những người cảnh để lãi kép. Có những người thì làm ăn tốt, có những người thì bán đất để mua vàng lại tốt, có những người bán vàng để mua đất thì lại cũng không tốt. Đây hôm nay có một cái bài trong ngày 10 tháng 6 là nỗi đau bán đất mua 15 cây vàng đó, để trả nợ lúc 90 triệu một lượng. Đấy, đấy là cái là tùy theo cảnh. Tôi 39 tuổi, một vợ một con, một căn hộ và lẽ ra có một mảnh đất nhưng do tính toán sai lầm nên tôi đã uổng mất cơ hội làm nhà. 2020 tôi ngắm nghía mãi được một vị trí ngoại ô. Tôi mua 2,1 tỏi. Có tiền mặt là một tỏi và vay một tỏi. Đánh liều hoặc vay ông anh ở quê. Ông anh cho tôi mượn 15 cây vàng. Lúc đó 15 cây là 8. 800 triệu. Đó. À, lúc bán là bán được 800 triệu. Vàng đấy. Sau đó người ta nói dự báo và giá lên 100 củ là sớm muộn, cho nên tôi bị FOMO. Và câu hỏi đặt ra là gì ạ? Theo bạn, vợ chồng tác giả tính toán sai điểm nào? Yếu tố số 1 đó là vay 15 cây vàng để mua đất, chiếm 34% dự đoán như vậy. Thứ hai là vội bán đất trả nợ vì sợ vàng lên 100. Làm sai ở việc đó. Đây là cảnh mà chúng ta chỉ có thể phán đoán được và nói được khi nó đã xảy ra thôi đúng không? Thế thì cũng không thể biết được. Ví dụ vay 15 cây vàng mua đất, thì nhỡ tin đất nó lên vàng nó giảm thì sao đúng không? Đấy là tính toán nó bị dự báo sai. Thứ hai, vội bán đất trả nợ vì sợ vàng lên 100, thế nhỡ nó lên 100 củ thì sao đúng không? Đấy là những cái mà chúng ta phải hiểu được là cái cảnh thôi. Ông thả rác đấy, cho nên cứ nghĩ là nó phải như thế này như thế kia nhưng không phải đúng không, vẫn như anh thả kiểu thả rác, ông thả lại truyền đơn đúng không, thế rồi bật loa. Tôi thấy nhiều người chia sẻ mua vàng mua đất có lời mà thấy ham đấy, cho nên cái tính cách ấy nó bị không kiểm soát được cái tâm tâm lý và cảm xúc của bản thân mình đấy. Nào chúng ta comment 99 và 01 đi lại. Chúng ta vẫn đang tiếp tục loanh quanh ở các vùng 96, 010 giờ điểm nổ của giá. Đúng không? Chúng ta comment 99, 01 đi nào. Tiếp tục kiểm soát dopamine. Sự sợ hãi là bóp tay đấy. Hôm qua có ai xem live stream hôm qua tham gia live stream với tôi ở không tối hôm qua không ạ? Chém gió đúng không? Chém gió khá là thú vị. Đừng quên Udemy và các bộ Tarot Trading nhé. Các bộ Tarot Trading, cái Udemy này cũng có rất nhiều các thức khóa.
bước chân nhà cái và tư duy nhà cái đấy có áp dụng mô hình ba chiếc hộp trong tư duy nhà cái là có luôn. Chúng ta comment 9901, comment tiếp tục 9901 đi các cụ. Qua bàn luận thì các bạn cũng thấy nhiều cảnh đa góc nhìn, có đa góc nhìn, các trạng thái góc cạnh đa góc nhìn. Tại sao người ta mong muốn các bạn bán? Tại sao tất cả các chiến lược mong muốn các bạn bán? Các bạn cứ mong cứ nói đi ạ. Cho nên phong cách trading của chúng ta rất khác nhé các bạn nhé. Rất khác. Phong cách trading của chúng ta là khác đấy ạ. Nó khác hoàn toàn trong cái thế thế mà không phải là thế. Nó rất khác. Và tôi cũng nói luôn là cái tần số rất cao để chúng ta bám vào. Chúng ta không tần số cao, chúng ta phải học cái tần số nó cao. Nó rất khác. Và hy vọng là việc live stream trực tiếp, trading trực tiếp sẽ tiếp cận thêm một số các bạn mong muốn có cái học hành tốt hơn, cái sự huấn luyện coaching ở Udemy. Nào, comment tiếp 9901, 9901. Nào, xem lên nó đi. Bán rất xa, đúng không ạ? Họ bán rất xa, nhưng rất nhiều các chuyên gia. Sell gold tận 2309 đúng không ạ? Cũng là một điểm hợp lý. Sell từ 0309 đúng cũng được, đúng không ạ? Hôm trước thì có đội cũng bảo buy gold từ 2340. Nếu trong trường hợp các giá như thế này thì nó sẽ tỷ lệ SL rất cao, đúng không ạ? VP SL 2323 là cái SL tuyệt đối. Tức là vùng 5 giá thậm SL 15 giá mà bán to cũng khó, đúng không? Và có người cũng nói mua rất sâu, đó là gì ạ? 2276 mới mua. 2276 mua tức là chờ nó chạy 20 giá nữa mới mua. Mà khung giờ chẵn chúng ta không cho phép để làm điều đó. À, rất nhiều người bán tận 2312, 2318. À. Bán 12, bán 18, SL25, tức là SL7 giá, đúng không? Và TP2277 ấy à, tức là chạy 20 giá đúng không, như đoán là đấy. Hiện tại cho rất nhiều, nhưng mà chúng ta thì thay đổi phong cách rất nhiều nhá, chúng ta thay đổi phong cách rất nhiều, thay đổi phong cách rất nhiều các vấn đề trading. Chương trình được tài trợ bởi LNT. Nào, chúng ta comment 9901 đi ạ. Ta có 97 đã được vân dỡ rồi. 98 là chúng ta đỉnh cao rồi. 9901. Comment tiếp đi. Hôm nay buổi sáng đầu tuần thì tôi đẩy các cái video. Sáng nay lúc mình đỉnh là nó là 2301. Udemy vẫn gửi đến cho các bạn các cái tương tác, chúng ta vào xem các cái phong cách và coaching của các bạn. 9901. Cái coaching nó cũng có những cái sự thú vị riêng nhé. Cái coaching nó có sự thú vị riêng, nó có các tư duy riêng. Chúng ta chào mừng mốc 98.
Thì đấy. Thế nào được coi là an toàn? Có phải là chờ đợi nó lên tận 2318 để bán không thì có an toàn hay không? Thế nào gọi là an toàn? Đây, tôi lướt qua rất rất nhiều các nhóm nó ép tôi vào đây. Đúng không? Nó cho các lệnh bán này. 2218, 2222. Thế có gọi là an toàn không nhỉ? Có an toàn không? Thế có gọi là an toàn không? Như nhau, về hiện hữu nó như nhau. Thị trường vốn vô kỷ luật, đúng rồi, khi mà ngộ được cái điều đấy là tuyệt vời. Có những người người ta mong muốn chuẩn đến từng mm trong thị trường mới là kinh như vậy, và người ta cố gắng chinh phục cái ảo giác đó, người ta cố gắng mong muốn là mình thật là giỏi, mình thật là tuyệt vời, đánh chính chuẩn xác đúng điểm 97.39 nó rơi chẳng hạn như thế. Như thế cũng làm cho góp phần cho cái tỷ lệ cháy khủng khiếp luôn, bởi vì cái đấy nó không có thật, chúng ta không chinh phục cái đó. Chúng ta thỏa mãn bằng cách là gì? Tìm điểm vào theo từng mili một, khiến cho chúng ta cảm thấy rất mệt. Chờ đúng điểm bán là 98, đúng không? À, vậy thì tôi bán ở 97 nó có khác gì so với 98 hay không? Và người ta còn tranh cãi nhau là em bán ở 98 và em bán ở 97. Tôi thấy nó không khác gì nhau nếu mà hai bạn cùng chọn lựa một điểm bán. Các bạn thì bảo chờ đến 98 bán thì lại chê bạn là bạn bán quá sớm ở vùng 97. Cái đấy nó vô nghĩa. Và khi thị trường có những cảm giác đó thì chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Chúng ta sẽ có những cái tư duy nó khác lạ hơn. Hôm qua đẩy cái lá tarot cho Putin có thích không? Đẩy cái lá tarot cho Putin có thích không? Có chuẩn không? Cảm nhận được, hãy cảm nhận được cái điều đó. Chúng ta sẽ có cái mốc chèn là vùng 93 xem sao. Tại sao lại không sợ hãi? Nói đi. Vì sao không sợ hãi lúc này? Âm 1% hay 2% hay bao nhiêu phần trăm tài khoản? Vùng 93, 94 để sẵn sàng. Chúng ta lại sẽ có tiếp các điểm chèn của vùng 93 xem sao. 93 xem sao. Tiếp tục.
Phương ơi lại chuẩn bị tiếp là các nick để tiếp tục. Chín lăm triệu. Chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì với mốc 96, 99 và 01. Bây giờ chúng ta lại thấy được là nó trồi lên, kiên trì với cái mốc đó, vẫn tiếp tục kiên trì với cái mốc đó. 96. Chúng ta có mốc 92, chúng ta vẫn 96, 97. Thế có những người nói là tư duy mõm, đúng không? Tư duy trading mõm, nói không với trading mõm và trading theo kiểu mõm. Nói chung nó chỉ là một cảnh thôi, một cảnh. Và chúng ta chờ đợi cái việc đó. Nào, comment cho tôi khung 10 giờ 30 nào, comment số 30 nào, chúng ta xem kỳ vọng 97 99 thế nào. 96 99 96 99 01. Cảnh này 10 giờ 30. Ừ. Thì mỗi người có một cảnh, mỗi người có một tư duy, tôn trọng cái điều đó. Và tiếp cận với đầu tư càng sớm càng tốt, bởi vì sớm muộn thì chúng ta cũng cũng mong muốn tự do tài chính, cũng mong muốn là du lịch kiếm tiền, cũng mong muốn là ở một cái cảnh nào đó để chúng ta kiếm được. Rồi chúng ta cũng sẽ có cái tích lũy, rồi chúng ta cũng sẽ có cái cách tư duy để quản trị. Có những người tích lũy rồi mà chúng ta đầu tư sai là cũng mất hết. Thế nên chúng ta phải hiểu cái cảnh đó là như thế nào. Càng sớm càng tốt. Điều đấy là điều cần. Nếu chèn được ở vùng 93 thì là sẽ tốt hơn. Vùng 95, 96 biên độ hẹp. Chín sáu chín chín đúng không? Hello mọi người, chúng ta lại tiếp tục các cái chương trình của chúng ta vẫn đang để CA ở các vùng 96, 93, 6, 93, 91 à. Kỳ vọng 96, 99, 01. Đấy. 6, 99, 01. Đấy. Bị cảnh đúng không? Sẽ chứng bảo.
Như vậy là chúng ta có thể chờ đợi đến điểm điểm bùng nổ. Chờ đợi tiếp đến điểm bùng nổ 10 giờ. Chúng ta comment số 20 tiếp nhé. 20, 20. Chương trình được tài trợ bởi Garante. Comment tiếp số 20. Hôm nay tôi không ghi màn hình. Thế hình như áp mình bán ra nền tảng. Chèn được hai lệnh thôi. Nhỏ. Sát công việc của chúng ta thôi.
năm bảy mươi chuyển tiếp được không? Mười ba phút nữa, comment đi ạ. 13 phút nữa chúng ta lại tiếp tục chờ khung 11 giờ. Phiên Âu hôm nay lại tiếp tục. Âu hôm nay lại tiếp tục. Bao giờ chốt 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 chốt. Công việc nó là như vậy rồi. Sáng. Rất mình tìm nếu chèn được vào 93 nữa thì cũng được. Chèn. Chín năm chín sáu năm chín sáu chương trình là Udemy. Muốn chèn được ở các vùng ở 93, 91 cũng là sự thú vị. Video này nói về Udemy nhé. Có thể theo dõi Udemy. Udemy.edu.vn là thành khóa này. Quản trị tài chính cá nhân ấy, để C369. Áp dụng theo đề C369. 369. Xây dựng một chiến lược giao dịch cơ cấu nợ. Vấn đề quản trị tài chính cá nhân là cơ bản có. Tám cách để xuyên có lần cũng up rồi nhỉ, có lần cũng up 18 cách để xuyên rồi. Răng sứ à, hôm nay mải làm răng à. Comment cho tôi số 10 nhé. Đón chào khung 11 giờ xem. Khung 11 giờ. Đợt này sẽ xây dựng cái kênh ông già đầu tư một thế giới trading. Xem như thế nào. Anh em hôm nay vẫn kiên trì với chiến lược buổi sáng phiên án 9 phút nữa xem sao phát điểm của buổi sáng. Xuống.
để thiết lập mạng lưới đan lệnh, bóc một cái lá của 33, thiết lập mạng lưới đan lệnh. A 90 thì bạn có sợ không? Hay là bạn sẽ bán bây giờ để nâng giá nữa lại hay 90? Nào, chúng ta comment 9901, 9901 tiếp tục 9901. 9901. Chín không sáu phút nữa xem được giá về hay 90 không, tùy chính xác. Mình thì mình không thể chính xác được như thế, mình thì cứ nói là 2291 cho nó lịch sự. 2291 hay 2289 à, cớ gì về nó về 2290 mà nó không về 2289 đấy, nói thế thôi chứ 91 được. Thế anh lại nói tiếp, nó về 91 thì nó lại về 89 cơ. Ồ thế mình kinh như vậy. Không ai không nên làm cái việc đó. Thực ra thì chúng ta nên làm một số cái việc nó lịch thiệp hơn. Nhưng bây giờ đang đi thắp hương để làm sao nó lên được 96, 99, 01. Đấy là yếu tố quan trọng. 5 phút nữa, 5 phút nữa thì nó sẽ lên 9901 xem sao. Sự chinh phục và mong muốn, mong ước mong để thể hiện bản lĩnh là chính xác cái điểm đó đúng không? Hay là minh chứng là ta giỏi lắm, người ta tốt lắm, người ta tuyệt vời lắm. Đấy là một ý tưởng rất hay. À, còn một cái nữa là trong cái việc mà nó về 01 nhé, coi như nó không về 01 thì bây giờ nó về 95 nó lên 01 nhé, sau đó nó về 2290, đấy là một cái cách này. Rồi nó về 97, nó về 90, rồi tiếp theo nữa rồi nó về 96, rồi nó về 90. Vậy ba kết quả này thì ai là kết quả đúng? À, ví dụ như vậy, cùng một mục tiêu nó sẽ về 90 và khoảng thời gian nào nó về 90. Rồi tiếp nữa này, giá là sự lặp lại của quá khứ, nó sẽ về 1 phát 2 3 0 1 nó lại về 90. Rồi một kết quả nữa là 2 3 18 nó về 90, bởi vì người ta hoàn toàn có thể đoán nó về 88 và 77 cơ mà, đúng không? Vậy từ đây kết quả thì chúng ta có đánh giá gì, chúng ta có nhận định gì? Đó, đó là một câu hỏi, đó là một câu hỏi. Đúng giá hay sai người dùng. Rồi, lại một câu hỏi nữa.
là mua 180 bán 140 vẫn lãi 40 đấy, ví dụ thế đúng không? Chúng ta có 2295 về 2290. Mua 2295 và kỳ vọng là 2201 là 2299 cả sự lượng. Mua 2293 kỳ vọng 2299. Thế nhưng mà lại mua 2290 thì lại chốt là mua 2290 nhưng lại chốt lời ở 2293. Đấy là một kịch bản. Vì đan lệnh cái tỷ lệ đấy. Nó đan lệnh. Rồi mua 180 bán 140 vẫn lại 40, tức là bán ở 95 nhưng mà chốt lời ở 96. Hay là bán ở 98 nhưng chốt lời ở 95. Đấy nó lại kinh đấy. Là cái sự thông thường. Nhưng bán ở 95 và chốt lời ở 98 mới là mới ghê. Đấy, đấy là cái tỷ lệ để chơi. À, tỷ lệ này. 180 bán 140 vẫn lại 40 nghĩa là gì? Bán ở 95 nhưng mà lại chốt lời ở 98, hay là bán ở 95 nhưng mà chốt lời ở 99. Đấy, đấy là cái tỷ lệ. Nhưng đương nhiên là bán ở 95 mà xuống 90 là chốt lời to đúng không? Đúng như vậy. Bây giờ rõ ràng trong dài hạn, trong một ngày, hai ngày hay là trong phân tích kỹ thuật đúng không? Chúng ta có các góc không? Của 77, của 76, có rất nhiều các nhóm nói cho rằng thì chỉ có tài khoản lớn đánh nhỏ cũng có thể để như vậy được, ăn 100 giá, 200 giá. Vậy thì cái nào là cái phù hợp với ta? Em có thích đánh một ăn 100 giá? Ví dụ bây giờ em bán là 95 để sang tuần em sẽ là 2100 và nó có thể là 2100 đấy nhá. Trong đợt này nó có thể trước khi nó lên 2477 theo như sóng Elliott ấy, đúng không? Các mô hình đấy thì nó có thể về tận 2177 rồi nó mới lên 2400. Đây là một trong những kịch bản sự điều chỉnh. Vậy chúng ta có thích mua ở trạng thái 2295 này, sau đó chịu đựng giá ở 2177, 2166 để nó về 2400 hay không? Đấy, có những kịch bản đấy, những kinh hoàng. Có muốn như thế hay không? Tức là độ gồng cao ấy. Thế mà nếu mà đánh dài hạn mà SL ngắn, ít giá thì nó hay hít lắm. Thế cho nên đòi hỏi SL phải xa. Điểm S là điểm vào. Hoặc đánh theo ba chiếc hộp xếp chồng đấy. Có vùng vào, vùng bán, vùng SL đấy. Thì liệu chúng ta có dám làm đến không? Như vậy là điểm nổ của giá là khung màu trắng 11 giờ. Chúng ta chờ đợi xem sao. Nó có chạy về 2293 thì chúng ta mua hay không? Nếu theo Elliot ăn dài đúng không? Anh ăn chậm dài thì buộc chúng ta phải cái lệnh nào đó trong phân tích kỹ thuật những điểm vàng trong ba chiếc hộp xếp chồng, liệu sự sức của ta có gồng được hay không, hay sự sợ hãi không? Và vô tình đẩy cái chúng ta có bắt đầu vào nhá, chạm tiệm cận 93 điểm 11 giờ. Tám tám bảy tám sẽ mua tiền, tám tám bảy còn sáu giá nó sẽ mua mà bảy bảy sẽ mua luôn bây giờ rồi. Để 93 mua nhá, 93 mua nhá. Tám tám bảy tám mua, vậy SL là bao nhiêu? Có SL không? Và mua bao nhiêu bao nhiêu tài khoản? Hay chào đón một bạn đúng không, bạn này là đang kỳ vọng là mua ở 8878 đúng không, về 91 đúng không, về
Okay, bạn. Chúng ba ta chạm điểm 93 chúng ta mua nhá. Chúng ta mua ở 91 nhá, 93 91 nhá. Chúng ta cài 93 91 giá đã bám thành bắt đầu chạy đổ xuống các vùng 91 xem sao. Chín ba xuống bảy tám chín ba chín mốt chu kỳ số 1 9 8 9 3 vậy chúng ta có sợ hãi không? Biên độ của chúng ta lúc này là bao nhiêu giá? Tin sợ không? Mấy giá rồi? 98, 93, 5 giá. Như vậy nếu chúng ta có kịch bản mua 98 thì chúng ta SL 93 là SL đấy, đúng không? Nhưng mà chúng ta không làm cái việc đó. Tám tám bảy tám sẽ mua là 10 giá. 8878 là 10 giá đó. Chín ba chèn vào, 91 chèn vào, 89 chèn vào, chu kỳ 5 giá, biến động 1369. Đinh Trạc Mắt tiếp tục các vùng 93, 91. Như vậy là điều phối của điều số 9 ấy, đúng không? Giá phiên Mỹ sập xuống và giá có điều chỉnh. Lên rồi hồi, sau đó là xuống tiếp. Chúng ta bắt ở giá cái biên độ của chúng ta đang là 5 giá. Mốt vào tiếp nha.
58 mua đẹp, 91 mua, 89 mua. Không có điểm mua đẹp, chỉ có công thức của chúng ta thôi. Trường nó vốn vô kỷ luật, chẳng biết thế nào nó đẹp hay không cả. Chúng ta sẽ có các điểm đẹp để chúng ta vào 88. Chúng ta đúng làm những công thức của nó thôi. 91 chúng ta sẽ chèn tiếp. Như vậy chúng ta sẵn sàng cho chèn là các vùng 91. 92.74. Chắc mắt này. Nào, chúng ta comment số 18 nữa nào. 18 nữa là vào khung 11:30 xem sao. Điểm nổi giá trong khung giờ trắng xem. Nào, comment số 18 này. Để kiểm soát tình hình và chiều nay chúng ta sẽ đến với cái phiên Âu nhá. Như vậy là chúng ta sẽ chờ 18 nữa, sau đó chúng ta xem xét các điểm của giá vẫn tiếp tục kiên trì. À, Nhi vẫn còn hoa giấy vẫn ở đây. Chờ đợi đến khi chốt 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 mới phấn khởi đúng không? Chúng ta mua 98 mà lại chốt lời ở 96 thì nó lại đỉnh cao đúng không? Bây giờ mới chèn được có bốn giá, à bốn bốn lệnh thôi, tức là đan lệnh trong cái việc sử dụng margin thật tốt. Nếu ai là khoản nhỏ, bốn lệnh 0,01 thì nó cũng bé tí tí đúng không? Nhưng vấn đề là điểm nổ giá thì tốt, phát trạng thái đó trong chu kỳ một một đỉnh giá. Ok, em có thấy trưởng thành hơn khi mà cái giá chạy 100 giá không? Một năm sẽ có một vài lần như vậy, đó, thậm chí là nhiều năm mới có. Để chúng ta có thể trưởng thành hơn hay lớn hơn hay không, tôi trải qua nhiều cái trạng thái đấy, sự sợ hãi là có nhé, đúng không? Sự sợ hãi là có, sự sợ hãi là có, chứ lại bảo không sợ hãi thì nó cũng là hơi bị con dối. Sợ đầy thứ nó còn sợ hơn nhiều, không hiểu không? Đây đây có những cái sợ tôi mong cô sợ mà cô chả thấy sợ gì cả. Tôi sợ cái không có thật cái này. Thế có những ông thầy ông bảo mua, ông mua mâm mua thật lực đấy. Bảo không mua không sợ đâu. Thế khi em đã chèn được rồi thì sự thật tuyệt vời. Ta có 94 này, có 94 được thì tốt.
nào comment 939699 nào comment hạ bắt đầu hạ rồi 01 không có là 939699 nào comment đi ạ 939699 nào comment đừng theo hãy chủ động cái học độ ngộ cao đến đấu đúng rồi hạ tải được không một rồi cái đan được có bao nhiêu 2 4 thôi thôi mà đan được 5 6 lại như thì còn ngon nữa thực ra hôm nay nó đang chạy lều tiều chuyện lều tiều lưu đều của giá một cái cục đẹp hay là một cái cục viên mãn cho các lệnh của chúng ta thì em thích cái cục đẹp hay là viên mãn hả đấy em thích cái cục đẹp hay là viên mãn mười ba phút đã comment 13 đi ạ 13, comment số 13 đi. Đúng. Này là comment 96 99 ta còn 13 phút nữa khi nó về 94 rồi 96 là mua phát nữa sáu sẽ mua một bệnh nữa à hôm nay kỷ niệm nhắc 7 năm trước tôi có một cái khóa rất là lớn
8 năm trước. Land Rover. Kiếm gì? 600. Như vậy là khoảng 8 phút nữa xem sao. Chín sáu chín chín đã giảm tải rồi đó. Hôm em tiếp là 9699 rồi, trưa nay nghỉ ngơi ăn trưa. Còn có thể không có chà. Lịch giặc thì đã mất đúng không? Chúng ta có lỗi 96. Sáu về 99, thậm chí cũng về luôn 01 nữa. 8 năm trước Land Rover là 9 tỷ. Giờ còn 600 củ ấy. Một kinh nguyên cả đá vàng. Năm 18.
96 99 nó vẻ không nhỉ. À, hôm qua tôi có nói về một cái trạng thái đó là dùng 1K để ăn 1K thì nó là cờ bạc, nhưng là dùng 10K để ăn 1K thì nó giảm hơn cờ bạc một chút, nhưng mà dùng 100K để ăn 1K thì nó là cái gì? Đầu tư. Nó liên quan rất nhiều đến sự sợ hãi và kiểm soát bằng độ dopamine. Thế nên nhiều người không nghiêm túc cứ nghĩ rằng là thích giao dịch bất động sản với cái mốc là một vài tỏi, nhưng mà FX chỉ cần đánh 1-2 nghìn là không được rồi, bởi vì không nghiêm túc về cái vấn đề cách trading, không nghiêm túc vào một nghề, thế nên nó gọi coaching luôn. Đấy, cái tư duy 1K, 100K tất nhiên là có tỷ lệ 1% có đấy, có nhiều thiên tài đúng không, nhưng cái tư duy đấy nó vốn nó sai. Tư duy FX thì phải có cái tư duy bất động sản vào đây để xem sao. 1K, 100K là thiên tài. Đúng. Tất nhiên, nếu bạn có thể đồng ý với tôi, thì tôi với bạn đồng ý bắt 1K, đồng ý, sẽ ăn 100K, đồng ý. Thế mà hôm đấy mà dồn bán ở cái đúng cái hiệp đấy, đúng không? Đúng cái hiệp trăm giá, đấy, ví dụ thế. Mà cứ nhồi thì hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng bản thân chúng ta vốn không cho não bộ chúng ta chấp nhận mất 1K. Cho nên cái việc đấy là việc chúng ta bắt đầu bị sai được. Và khi bị sai bị sợ hãi đấy, thế nên là vào Ether, Ether với tỷ lệ 182x có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm ấy, thì nó lại có cái đòn bẩy theo kiểu dài x 150 180. Thế nên là cái tư duy và cấu trúc tư duy để làm sao giải tốt. Vương ơi, nhóm em Vương ơi. Mấy cái nick này nó lại ăn hết rồi, cho nên lại phải chuẩn bị nick ấy. Nó cũng có một sự sai lầm ở trong cái việc chờ mua ở 88, nó khác hoàn toàn với cái việc mua ở 94 dìu về 91 89 86 nhé. Nó khác hoàn toàn cái việc chờ mua ở 88 77 66 nhé. Sắp rơi rồi. Chúng ta còn 1 phút nữa. Nó khác hoàn toàn với một cái phong cách. Hôm nay chúng ta chào đón một cái bạn đấy. Bạn ấy có một cái tư duy là kẻ vẽ 88 đúng không? Có thể thì không bao giờ nó về 88 nữa. Nó khác hoàn toàn với các bạn. Nếu bạn to to phải bạn đánh đúng không? 88 nó hoàn toàn khác. Nó khác hoàn toàn với tư duy đó. Nào, comment số 30 đi, comment số 30 đi ạ.
Chào Alina, làm việc đến bây giờ mới vào. Phải đi ngắm giai đẹp rồi. À, 1:30 cho comment số 30 đi, xem 30 nó chạy được không. 9699 cho qua comment 9699 ạ. Thì công việc đó em. Ta thong dong với thị trường. Chơi vơi với đời. Hay chỉ đẹp khi chốt chốt thôi đúng không? Thầy mà cháy thì lại thầy lại toát. Ngắm thị trường, ngắm Mr. Ngài, ngắm Mr. Market là đẹp nhất khi chốt chốt đúng không? Cứ ngắm mà lại cháy thì nói chung là cũng rất đau đầu. À. Kẻ từ thua đến thắng. Không phải là cứ tự nhiên thôi mà hãy như nó là thôi. Bản thân chúng ta là đã chiến thắng rồi. Hàng trăm nghìn con bơi vào và chỉ có một mình con nó tạo ra chúng ta đúng không? Là chiến thắng ngay rồi. Từ sau hôm nay ngồi canh xem thế nào. Nói là cứ tự tin thôi mà hãy nói như nó là thôi em, tập đi. Em đã xem ông già trading lâu chưa? Có live stream và làm từ ngày 1997 à 2017 16 mà comment 9699 đi xem nào.
nhìn ở cấp độ vật lý lượng tử, thế giới này chỉ là dải năng lượng hợp thành, tức là nó không có thật, đúng không? Cái từ không có thật là giá không có thật. Như bậc khai ngộ Masahi nói, cố gắng cứu thế giới này cũng chẳng có ích gì, vì thế giới bạn nhìn thấy không tồn tại, chúng là đều là những bám chấp vào ảo ảnh nhân gian. Đấy, đã là chân lý thì không ai tin thì nó vẫn là chân lý, còn không phải chân lý thì có hàng triệu người tin nó vẫn không phải là chân lý. Hay quá. Qua đỉnh ba giá, ok, tài khoản nghỉ ngơi để vào phiên Âu xem như nó là trạng thái gì. Nó xuống ta lại dồn xuống, nó lên ta lại dồn lên. Vẫn like này, vẫn like. Bao giờ nó ngồi lâu không có hả? Thế nên là có thằng nó cãi nhau, nó bảo ông đánh demo suốt ngày, ông bảo ông đánh demo, thế xong cãi nhau về vấn đề mà demo mà cũng để nó ngồi lâu thật đấy, quả chứ. Thông thường là ra đi trong sự lịch thiệp, cầu nó sâu quá. Nghe hôm nay hơn tiếng rồi, 2 tiếng rồi. Buổi sáng đi làm. Thế nó bảo là đánh giỏi, thế đánh thì ASLTP, nó đi ngủ bỏ ra. Ôi dồi ôi, ngon rồi. Nhưng mà càng ngồi thì càng trầm tâm tư lự. Các bạn sẽ thấy được là khi các bạn đang gồng lắm mà các bạn về bờ, các bạn sẽ nhanh chóng là các bạn sẽ ra đi, đúng không? Trong sự lịch thiệp. Nhưng mà đấy không phải là lịch thiệp. Mà khi nó đã về bờ rồi ấy, thì phải vã tầm 96 để nó về 9901 ấy. Đấy mới là lịch thiệp. Thì sẽ học được đó. Sẽ được học những việc đó. Có đúng không? Có đúng là khi mà đang âm mà muốn về là tôi té đúng không? Rút thôi đúng không? Cho nên cái nguyên nghĩa nó không phải là lịch thiệp đâu. Có đúng thế không? Cái tâm lý là như vậy. Nhưng khi nó đã đến cái điểm kỳ vọng của chúng ta, điểm chúng ta cắt ấy, vì giá là sự chịu đựng vượt quá giới hạn của bản thể. Có đúng không các cụ? Đó là bắt chước giác rồi.
Và thường chúng ta hay nói là khi âm về hòa là ngon rồi, âm về hòa là thoát rồi, nhưng không phải đâu, đấy nó không có thật. Vì vã to quá nên là lúc đấy là ngũ hồn, nhưng lúc đấy mới là cái thời điểm để chốt 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 đúng không, là 96 phải vã thêm, 96 vã thêm. Vì nó sẽ làm cho nhiều người bị lỡ đò không bắt được đúng không, sau đó là FOMO, sau đó là kết luận. Nào comment số 14 đi, 14 14. Comment số 14 nha. Quay trở lại bách kết lại 1994 hả? Em biết sợ không? Em biết vì sao anh không sợ nào? Vì sao lại không sợ, nói anh nghe. Chúng ta còn là 8 phút nữa xem sao. 8 phút nữa. Sao anh có thức. 6 tháng em demo như vậy. Em hạ thì tôi rất tốt. Tại sao lại như vậy? Có thắng không? Có thắng không? Ô. Bây giờ câu tại sao hôm thứ sáu đánh 4 tháng thắng mà lại bảo mất hết sạch vào hôm thứ sáu? Thứ sáu làm sao mà cố chấp? Thứ sáu khi nhập cảnh ấy, của điểm bùng nổ khung giờ chẵn đấy, khi nổ ra thì có bao giờ nó nói em mua đâu? Bây giờ anh hỏi em,
Nào 12 giờ chúng ta comment đi ạ. 96, 99. Vã tiếp này. Rồi, vã tiếp. Chèn tiếp ở các cái vùng là 95, 96. Vã tiếp đi. Nào, bây giờ anh hỏi em. Ngày hôm thứ sáu, đúng không ạ? Ngày hôm thứ sáu, tại sao em lại nói là em nhập cảnh bay nhỉ? Hôm đấy chưa có một cảnh nào bay khi mà không không đến cái khung của 9 giờ 30 khi nó về 100 giá rồi, đúng không ạ? Điểm bùng nổ của RSI khi mà đổi cảnh ấy là có điểm hồi thì lúc đấy anh mua. Thì anh có làm cái đấy, anh up lên đấy. Đúng không ạ? Anh có làm đấy, anh up lên mà. Duy nhất đổi cảnh khung 9 giờ 10 giờ mới có cảnh mua. Còn đâu khi mà nó đã vào cái thế của Nam Pham hôm đấy, tin tức chưa có một lệnh nào, chưa có một điểm bùng nổ nào nó nói mình mua cả. Đâu rồi, thì bạn này bạn nói cho tôi đi để cho mọi người học đi bạn nói đi. 4 tháng trời ra đi trong một cái sự không lịch thiệp vào hôm thứ sáu. Bạn nói là vì bám chấp quá, đúng không? Cố chấp quá, cái đấy tôi cũng giống bạn thôi. Nhưng điểm nổ của giá ở trong cái lệnh short sell, trong cái việc mà chúng ta dồn đấy, đúng không ạ? Như nó là cảnh nổ là sell thì lúc đấy phải sell thần lực chứ. Sell thần lực sau dìu giá 96310, không 96310 thì làm gì có cảnh nào bay. Nào comment đi ạ, comment đi ạ. Nào comment đi ạ. 12 giờ rồi chúng ta comment 9699 đi. Làm gì có cảnh bay nhỉ? Em hôm đấy nhìn thấy cảnh bay à? Anh biết vì sao rồi. Vì em luôn nói chờ đến bao nhiêu? 77 để em mua này. Em chờ đến 78 để em mua này. Đấy. Em chờ đến 78 để em mua này. Đấy là cái phong cách của em. Nghĩa là hôm đấy nó về trong tất cả làng đều bắt để chờ đúng cái điểm đấy là mua gì? Mua 33 đúng không? Và hôm đấy là nhiều nó chờ mua 33. Anh em Alonso mua thần lực đi ạ. Không. Và nếu có nhập cảnh mà 33 hay là 6 à, hay là 33 nó về 94 thì trong khung đấy nó vẫn có điểm hồi. Nó lên tận 20 cơ mà. Hiểu rồi, bay sáng rồi đúng không? Tại sao lại bay sáng rồi? Bởi vì không bao giờ có tư duy của việc là thoát cảnh. Ví dụ bây giờ trong não bộ của chúng ta liên tục chỉ mong muốn, cầu mong nó về để thoát, để sang phiên Âu luôn. Đấy là tư duy đầu tiên thì chúng ta lại đúng không? Tập trung để thoát vào cái cảnh của phiên Âu. Cho nên trạng thái tài tài khoản nghỉ ngơi nó cần phải được hiện. Đấy là yếu tố quan trọng. Thế mà tài khoản nghỉ ngơi giả sử bây giờ đến phiên Âu nó nổ sell, nó sọt đúng không? Về 2290, 2288, 2277 đúng không? Thì buộc phải nhập cảnh ở trạng thái sọt. À, nghĩa là em mua 02 và để qua tuần đó, 2302 và để qua tuần không không làm vậy. Cho nên hai cái mồi câu chúng ta đã bị toác bởi vì nó câu mất chúng ta đó là sáng thứ hai. Vì gáp giá nó sẽ làm cho chúng ta chán nản, uể oải và rất mệt mỏi. Đấy là yếu tố số 1. Yếu tố số 2 đó là mồi câu đấy nó sẽ câu của chúng ta để mắc phiên này qua phiên khác. Bởi vì biên độ nó là 60 giá, 70 giá thì chỉ cần 3 phiên thôi là nó về 200 giá ngay. Cho nên nhiều thằng nó cãi nhau, nó bảo ông cái phiên Mỹ hay là phiên một ngày nó chạy 300-400 giá. Không, mình đang nói trong phiên thôi nhé. Đấy, nhưng cái sai lầm mà không quản trị tài chính cá nhân rồi. Ăn 4 tháng này. Hôm đấy thì đúng là Nam Pham có nhiều người sẽ tư duy và thậm chí là bơm thổi rất nhiều. Các chuyên gia cũng nói là sẽ lên rất mạnh mẽ. Một số các chuyên gia khác thì nói sẽ sập rất mạnh. Đúng không? Có rất nhiều cảnh ở đây. Thì nó tư duy nó chỉ có hai chiều thôi. Một là lên mạnh, hai là xuống mạnh. Và đặc biệt là xuống đến đâu để bắt cái toạc này. Chúng ta đã quên với một điều nào cho đinh và như nó là xuống để chúng ta dồn xuống. Chứ không phải xuống để chúng ta bắt. Đấy mới là cách quan trọng. Thị trường thì vốn là các điểm bùng nổ nó vô kỷ luật, nó chạy quá sức chịu đựng của ta.
Thực ra không trách mà cũng không phải chê bai hay coi thường, và tôi cũng ở trạng thái đấy nhiều lần, đặc biệt là khi tôi bị nhồi sọ ở rồi đi vượt bán vượt mua với mốc 80 và 20 đấy, có đúng không? 80 là chúng mày phải bán ra dần đi đúng không, để cho nó lên RSI 97 là chúng ta phải bán rồi đúng không, có đúng thế không, có đúng thế không? RSI chúng ta nói là 80 là nó vượt mua đấy, sắp bán ra rồi đấy, thế mà nó lại cho luôn nổ là RSI 97, có đúng không ạ? Thế nên người người trading theo kỹ thuật, nhà nhà trading theo kỹ thuật, còn mình thì trading theo giờ. Tại sao phải đeo đồng hồ đẹp? Đơn giản là vì xem giờ. Xem giờ gì? Xem giờ nổ ra. Đào hiệu. Giết số bọ chưa? Ăn vải chưa? Ăn mặn chưa? Sự thay đổi trưởng thành lớn nhất đó là không biết được là việc đánh theo khung giờ chẵn, đánh theo tư duy RSI, đánh theo tư duy như nó là nó ở trạng thái tư duy, ở trạng thái của các cái điểm bùng nổ của giá, và ngay bây giờ đây chúng ta đang phải cố gắng làm sao để thoát. Chèn được 6 lệnh 0,01. Quá nhiều tiếp. Thế thì cái trạng thái đó làm cho chúng ta đúng nhiều lần rồi. Chính vì làm cho chúng ta đúng quá nhiều lần rồi thì quá. Đúng nhiều lần rồi nó du ngủ ra đúng không? Có đúng thế. Thế bây giờ đang ở trạng thái gì? Còn mê, còn chờ, còn chơi, đang chờ nào? Là vẫn mong muốn chờ bài ở 91 tiếp tục. Mốt là mua, chắc là phải chèn thêm. Chờ nốt cái chèn vào đầu phiên ông. Mười ba phút nữa comment số 13 nhá. Ý yêu quá. 13 đây là mạnh dạn lên. Mới là chu kỳ bao nhiêu? 98 đến 93. Bây giờ đến 88 đến 10 giá hả? Đó là... Một số người sẽ thấy sự sợ hãi ở đây, nhưng biên độ của chúng ta đang kiểm soát rất tốt. Vấn đề là thời gian, sự giằng co, sự đấu tranh về thời gian. Nhưng mà cái kiểm soát biên độ đang rất tốt. Các bạn sẽ cầu mong nó chạy 100 giá xem tôi sẽ xử lý thế nào, đúng không? Thì thắng có thể 10 lần, 20 lần. Và sau khi khung vào chèn vào phiên Âu đấy, chúng ta sẽ có cả bóng 96, 99, các trạng thái đó.
À đúng, lên nhanh. Và khi chúng ta hiểu được các trạng thái đó thì càng âm thì tôi sẽ có cách xử lý cho các bạn. Các bạn cứ mong nó chạy 50 giá, 70 giá, các bạn xem. Chương trình được tài trợ bởi Airbnb. Chúng ta comment 96 chứ chứ. Các trạng thái đó, các tư duy đó để chúng ta hiểu được đào tạo mốc của chúng ta, các quản trị tài chính cá nhân. Hôm nay có một bạn rất là vui khi bạn nói được là đã thắng 4 tháng rồi và đến thứ sáu hôm vừa rồi 100 giá nó sạch vì bạn thay đổi khối lượng giao dịch, bạn thay đổi cái tổng tài khoản, giá trị tài khoản vì nó khác đi, nó khác đi. Chúng ta hoàn toàn mua ở vùng 96 để chúng ta đạt 99. 699. Tôi đợt này tôi sẽ làm thêm một số video để nói tư duy thêm. Ta comment số 6, số 6. Số 6 để chúng ta kỳ vọng tiếp là 9699. À, liệu có may mắn ở đây không? May mắn là một loại năng lực đấy. Năng lực đấy nó có ở chúng ta hay không? Nào, chúng ta comment liệu có may mắn không? May mắn làm thế nào để nương theo cảnh, làm thế nào để được may mắn? May mắn là một loại năng lực. Vậy có may mắn ở đây không? Khi làm đến 1.000 video liệu may mắn nó có bán cho mình hay không? Hay giống như bạn kia 4 tháng ngon đến cuối cùng không may mắn cái bạn toát. Vấn đề là làm thế nào để hiểu sâu được cái sự may mắn. Có may mắn không? Có may mắn không ạ? Nói cho nghe. Chúng ta đón chờ số 4 để vùng 9699 là comment số 4 đi ạ. Số 4 đi ạ. Comment số 4 đi. Cơm nước thì chưa được ăn. Vậy có vất vả không ạ? Không thấy mệt mỏi không? Hay đóng lại TP vào rồi cho nó ngon. Có vất vả không? Vất vả không nhỉ? Vất vả không? Chúng ta còn 2 phút nữa xem sao. Điểm nổ của 12:30 tôi hy vọng là 96 và 99. Comment là 96, 99 ạ.
Số 2. Chiều nay chúng ta sẽ đến cái phiên Âu. Đã có số 2. Các bạn sẽ học được rất nhiều khi tôi gặp. Các bạn cũng sẽ biết được rất nhiều các câu chuyện tôi kể khi mình gặp. Còn nhanh với tốc độ thì mọi khác. Chúng ta còn 1 phút nữa. Vẫn là chương trình bởi được tài trợ bởi RMT, một trong những blogger uy tín tại châu Âu. Của những người bên. Tập mất giá đi ngang. Cùng H1 cho chúng ta gây nền tảng uy tín. 1 phút nữa, 12:30, điểm giao thoa giữa phiên Âu và phiên Á. Bắt đầu vào đó dậy được hạn. Các cái nến mở lên tim biên độ hẹn gặp phiên Á. Thông báo hồi lên một sự xuống. Ta có 1:05, 6:09, nó nổ tới hôm 12:00. Đi chi dậy. Giá đang đi ngang trong bộ lịch của bên thẻ. Các mốc của chúng ta là 12:30. Điểm giao hoa đi bảo bỏ sự tỉnh lên. 30 rồi đấy. M30 cũng là một cái nến nhỏ lên tinh lít nhít. Rồi, comment số 30 xem nào. Đẹp đẹp. 96 chèn vào, chúng ta comment 30, sau đó chúng ta comment số 96, 99. Gian của bạn, thời gian của tôi, thời gian của những tư thị trường. Sau này phiên Âu thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục công việc thôi, sáng làm việc. Công việc nó có nhàn không em? Công việc nó có nhàn. Ta vào tiếp 96, vào tiếp bài 096 nữa. 96 là 99. Một số anh em sẽ còn chốt, ra đi trong sự lịch. Nó sẽ có 96, 99. Cả 1% là hoàn toàn có thể xảy ra. Chiều nay thì chúng ta sẽ có các 96 vào tiếp như là kinh ấy. Vậy là chương trình được tài trợ bởi em vào tiếp 96 và đã lên 96 nó sẽ về 99. Như này thì sẽ có một số người nhanh chóng thoát đi đúng không? Được tài trợ. Chương trình vẫn như vậy, khá với tỷ lệ. Vượt qua 96 phải đóng lại hết. Vậy điểm nổ của chúng ta là 12:30 cộng 699 vượt qua 96. 99, 96. Ra đi trong sự lịch. Cái lịch thiệp ở đây là chúng ta phải hiểu được cấu trúc của mình. Giao hoa trên á trên áo vậy 01369 nó có 10 giá 98 98 và vào 98 91 98 là chưa 91 92 7 giá trạng thái bật. Và comment điện 9699 điện. Sau khi nó vượt qua mốc 96 và tiếp về là chúng ta đã là thoát cái cảnh này nhé. 9699 là lịch hiệp. Chốt đúng không ạ?
chốt, à, vượt qua 96 tôi đã mua chèn ở trên ấy. Sự lịch thiệp ở đây tức là khi nó đã về các bạn phải tuân thủ đúng vào 97 rồi nhá, 99, 96, 99 ra đi trong số lịch. Đây là chúng ta đã có cái phương án như vậy. Hy vọng các bạn sẽ học được cái phương pháp 013 cho chị để chơi. Ta đừng quên cái bộ David học với Udemy nhé. Udemy. Chiều nay chúng ta lại tiếp tục với cái video nữa. Chúng ta sẽ trading Udemy vào udemy.edu.vn trên màn hình. Thank you mọi người. Chúc mọi người có buổi trưa vui vẻ và đẹp hơn. Bye bye. Bye bye.